Sao lấy bình đi. Đấy, em đi mình đuổi rồi. Đuổi mất tay rồi. Đuổi mất tay rồi. Đấy, đói rồi nhá. Đói rồi. Mất tay rồi. Bây giờ mình sẽ đi mua sữa cho em Mimi nhà mình uống nhá. Rồi. Hãy cùng theo chân em Mimi đi ra cửa hàng sữa nào. Đang đi mua đang bị đói rồi, đang đi mua sữa cho em. Chăm hơn cả là đây, đừng đây, đừng đây, đừng đây. Nó chăm như kiểu em bé. Nhưng mà đừng chăm, đây, đừng đây, đừng đây. Cũng vất vết đấy. Đừng đây, đừng đây. Giống em bé nó đang không muốn đi. Ngoại ngoại đang ngoại. À, hay gì? Mình có tay cầm với anh. Đói rồi. Cầm cho quen. Sao là huấn luyện là tự biết. Đói rồi, đói rồi. Một sữa nha, một sữa nha, một sữa nha. Rồi. Ai ngồi oai. Ngồi mút tay rất là oai á. Ai móng tay nhìn đẹp nhỉ. Móng tay hơi đẹp đấy. Móng tay đẹp đấy. Mẹ cũng đẹp lắm, mẹ tí. Móng tay đẹp đấy. Mẹ tí. Đi ra. Ai à, móng tay thun. Con này là con gái. Móng tay thon thon. Linh tinh nó sẽ bị đau bụng. Còn chăm hơn cả ấy á. Đi vào đây. Thế này nó ngủ không? Cháu không ạ. Nó vẫn sợ sinh, nhưng nó vẫn sợ sinh ấy. Không bé đâu, đi về đâu. Đi kiểu bé. Đói quá rồi. Đi về đây. Nó vú cái này cho nó hụt này. Thôi ạ, cháu sợ sinh thôi này. Đi về nhá. Đi về nhá. Chú đây. Chú đây. Nằm đấy, nằm im đấy. Xong ngồi trong đấy à? Vâng. Anh nhớ anh đi nó tắc. Nó tắc. Đấy, mình vừa đi mua sữa cho em ấy về rồi. Bây giờ bắt đầu đi pha nhá. Thank you.
tay nữa. Hút tay nữa. Hút tay nữa. Hút sữa. Đói các bạn. Hôm nay mình đi khám sức khỏe công ty nên là mình cho ở nhà của mình. Đói rồi. Chớ hết ra rồi. Ôm lấy bình đi. Ôm lấy bình đi. No chưa? No chưa? No chưa? No chưa? Chớ hết ra rồi đúng không ạ? Chớ gọn nữa. Không no chưa? Cắn tí thế. Đây nhá. Đấy. Đấy. Ôi giời. Cứ ăn chưa được. Đấy. Ơi, chữ ra hết rồi. Chữ ra hết rồi. Chữ ra hết mồm rồi. Rồi, không biết đâu. Rồi, no rồi. No rồi lại buồn ngủ rồi. No chưa? Ăn xong.
bì sữa đi. Có bì sữa đi.